Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019 và 30 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức chương trình Dân vận với chủ đề Quân đội chung tay vì người nghèo tại xã Bầu Chinh. Trong chương trình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, theo đạo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bầu Chinh. Song song đó, khoảng 400 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu và Ban Chỉ huy Quân sự Đoàn viên Thanh niên huyện Châu Đức đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang, tu sửa khoảng 4 km trục đường các thôn Tân Châu, Tân Hiệp và Tân Xuân. Cán bộ quân y Bộ Chỉ huy Quân sự cũng tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn. Trong chương trình, cán bộ tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn về công tác dân vận, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang quân khu và lực lượng vũ trang tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thông tin về tình hình quân sự quốc phòng năm 2019. Kinh phí thực hiện chương trình khoảng 90 triệu đồng, được trích từ quỹ vì người nghèo của quân khu 7.